to clear the name of all the clairvoyants, especially the new ones, like Baba Vanga. Like Mr. Hamilton Parker. They call him modern Nostradamus. He's English. He predicted the death of Her Majesty Queen Elizabeth II and many other things that came true. Even President Trump's assassination attempt, for example. And he also said that he knows that there is a group of people who are the heroes. Unsung heroes who will rescue this planet and save the people. But he just doesn't know who that is. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với lời tiên tri của bà Baba Vanga. Nhà tiên tri mù Baba Vanga, sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911, mất ngày 11 tháng 8 năm 1996, là một nhà nghiên cứu thảo dược nổi tiếng của Bulgaria. Bà còn được biết đến là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại, với nhiều lời sấm truyền còn ứng nghiệm tới tận ngày nay. Trước đó, bà đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn. Điển hình có thể kể tới thảm kịch Chernobyl năm 1986, cái chết của công nương Diana năm 1997, sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1991, sự kiện 11 tháng 9 ở Mỹ năm 2001 và Brexit năm 2020. Theo đánh giá, những lời tiên tri của bà Vanga đúng tới 85%. Một trong những lời dự đoán của bà Vanga về năm 2024 là thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra. Viễn cảnh này là hoàn toàn có cơ sở, vì trong năm 2023, trái đất của chúng ta đã chứng kiến một loạt các hiện tượng thiên nhiên bất thường, từ biến đổi khí hậu cho tới El Nino, xảy ra vào cuối năm. Nhà tiên tri mù cho rằng số lượng các cơn bão lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản trong năm tới. Thứ hai là thần đồng tiên tri Abhijit Anand, sinh năm 2006 ở Ấn Độ. Được biết đến như một thần đồng với trí thông minh hơn người, cậu được coi là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng và trẻ tuổi nhất hiện nay. Thông qua kiến thức về chiêm tinh học, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhijit Anand đưa ra lời tiên đoán mới nhất về tình hình thế giới từ nay đến giữa năm 2024. Thị trường năng lượng tái tạo được dự đoán có xu hướng tích cực trong tương lai. Ngoài ra, trong những tháng cuối năm 2023, nhân loại sẽ đối mặt với nhiều thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt và hiện tượng El Nino do biến đổi khí hậu. Các sự kiện nắng nóng cực độ, hạn hán và cháy rừng có thể xảy ra ở Bắc Mỹ trong mùa hè tới. Thần đồng sinh năm 2006 này từng dự đoán chính xác đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, những thảm họa tại Nhật Bản, Ấn Độ, Úc. Cùng lúc đó, một then chốt quan trọng nữa cũng sẽ xuất hiện, quyết định con người có hứng chịu ngày tận thế hay không. Tăng Sĩ Cường là bậc thầy quốc học Trung Quốc, ông có nghiên cứu rất sâu đối với kinh dịch. Vì vậy mà rất nhiều người tin tưởng vào những lời dự đoán. Sau khi tổng hợp lại, giáo sư Tăng Sĩ Cường đã dự đoán 5 cuộc khủng hoảng lớn về sự hủy diệt của loài người. Khi quá trình này đi đến cuối cùng, con người vẫn chưa thức tỉnh, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Điều khiến mọi người phải sợ hãi là 5 cuộc khủng hoảng mà ông đang đề cập đang đến rất gần với chúng ta. Cuộc khủng hoảng đầu tiên mà giáo sư đề cập là cuộc khủng hoảng thiếu nước. Mặc dù 70% diện tích thế giới là đại dương và có nhiều sông lớn, sông băng, núi phủ tuyết trên lục địa, nhưng nếu cuộc khủng hoảng thiếu nước thực sự xảy ra, thì nguy hiểm sẽ vô cùng lớn mà không ai lường trước được. Với sự nóng lên toàn cầu, các dãy núi tuyết đang tan chảy nhanh chóng. Điều này sẽ làm cho nguồn nước trên đất liền tiếp tục chảy vào biển. Đồng thời, khắp nơi trên thế giới đều đang gặp phải tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Hiện trạng ngày nay cho thấy, tài nguyên nước quả thực đang trở nên căng thẳng và các quốc gia cũng đang quan tâm đến vấn đề này.
sau khủng hoảng thiếu nước là thiếu đất. Hiện nay, có rất nhiều vùng đất đã trở thành sa mạc, đất bị phèn, gây ra sự suy giảm đất canh tác với sự nóng lên toàn cầu không ngừng, mực nước biển tăng lên, đất ven biển đương nhiên cũng sẽ bị xâm phạm liên tục. Người dân chỉ có thể bị ép buộc di cư vào đất liền. Điều này cũng làm gia tăng mâu thuẫn giữa con người và đất đai. Ví dụ như nhiều đảo quốc trên Thái Bình Dương đã gần như đến bờ vực tuyệt chủng. Sau khi hai cuộc khủng hoảng này xảy ra, sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng thứ ba, đó là cuộc khủng hoảng lương thực thiếu hụt. Một dữ liệu gây sốc là bằng chứng vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, các báo cáo có thẩm quyền từ các cơ quan liên quan, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã cho thấy điều đó. Khoảng 193 triệu người trên thế giới sẽ phải đối mặt với nạn đói vào năm 2022. Ông dự đoán rằng nhân loại sẽ gặp phải trở ngại lớn trong năm 2024. Nếu không vượt qua, ngày tận thế sẽ mở ra. Ông từng nói rằng sau khi con người trải qua 5 cuộc khủng hoảng lớn là thiếu nước, thiếu đất, thiếu lương thực, thiếu nhân lực và thiếu đạo đức, một kỷ băng hà sẽ mở ra. Tuy nhiên, 4 cuộc khủng hoảng trên vẫn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất vẫn là khủng hoảng cuối cùng. Đó chính là thiếu đạo đức. Ở đây, thiếu đạo đức không phải là lời mắng người, mà là nói rằng con người thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu tín ngưỡng và niềm tin, trở thành những cái xác không hồn, chỉ biết thỏa mãn dục vọng và trút bỏ dục vọng. Giáo sư cho rằng năm 2023 là năm Mão, tức là một năm đói kém nghiêm trọng. Về năm 2024, giáo sư Tăng Sĩ Cường nói đó là năm rồng và con người sẽ phải đối mặt với một chặng đường quan trọng. Nếu vượt qua được chặng đường này, nền văn minh nhân loại sẽ tiếp tục kéo dài hàng chục năm. Nhưng nếu không vượt qua được chặng đường này, ngày tận thế của nhân loại có thể sẽ đến sớm hơn. And I feel we may lose the Queen next year, at the end of next year, in 2022 or early 2023. There's going to be an assassination attempt on Trump, I think, that will fail. But he might maybe get wounded or something like that. Nhà tiên tri Anh. Trong khi đó, nhà tiên tri nổi tiếng người Anh Greg Hamilton Parker, người được giới truyền thông phương Tây gọi là nhà tiên tri vận hạn, ông đã đề cập một điều khá tương đồng và cũng khá kỳ lạ rằng năm 2024, thế giới sẽ hình thành hai liên minh lớn là Đông và Tây. Đồng thời, trái đất sẽ bước vào một kỷ nguyên trật tự mới được thiết lập bởi liên minh phương Đông. Họ sẽ dẫn dắt thế giới đến hòa bình và nhân vật quan trọng nhất của liên minh phương Đông là một chủng tộc mới. Parker không biết những con người mới này xuất hiện như thế nào, nhưng họ có sức hút không gì sánh được. Ông ấy đã cố gắng lý giải về họ, nhưng rất mơ hồ, chỉ biết rằng họ sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới. I do feel that there is and will become new people into the world who are going to have a higher level of consciousness. I feel it's more like very highly evolved spiritual beings coming into the world. And eventually the religions of the world, I feel, will join in this kind of universal religion, though it's more of an unspoken thing. It's not a doctrine. It's not following a book or a set teaching. It's about personal direct experience. Parker còn nhìn thấy một khả năng khác, đó là mặt trời sẽ sớm bị phân hủy, khiến phương Tây chìm vào bóng tối. Nhưng điều kỳ lạ là một mặt trời mới lại xuất hiện ở phương Đông và tiếp tục thời đại phồn vinh. Có lẽ đây là công lao của những con người mới và việc họ giải cứu thế giới. And many other masters of clairvoyance since ancient times already up to now predicted it's all correct. That the world could have been destroyed like that. Suddenly, you might not even have been warned or anything. But heavens warned you even by different disasters, by different kinds of strange weather, strange sky events, strange phenomena. 亲爱的师父和无上师电视台团队, 在师父慈悲发布紧急讯息, 对异常天气和天空异象保持警觉后,
我注意到太阳光变得非常强烈且炙热，日照时间甚至延长了。内在圣灵提醒我，这股炙热的阳光热能就是上帝带给地球众生此时此刻的特别加持，燃烧所有黑暗。尤其这几日集中于智慧眼时，总看到同一景象。 布满乌云的灰黑暗天空，巨大极亮的白色闪电闪电外层包裹着血红色的红光，雷鸣震撼大地，和师父在紧急讯息中描述一致。请务必重视师父指示，这一切确实已经开始发生，而师父和天堂守护者们依旧支撑着世界，为世人争取更多时间，如同启示录揭开第六印时的情景。我观看。 揭开第六印的时候，地大震动，日头变黑，像毛布，满月变红，像血。天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子。天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移，离开本位。圣经启示录第六章第十二到十四节，请求世人遵照师父指示与教诲。 把握时间打坐，并时刻感谢全能的上帝，让世上所有众生的内在上帝之心此刻觉醒。人们总说，若有重来的机会，一定会做出正确选择。而此时正是抉择的时刻，请做出正确的选择。我们不应再让上帝师父被架上这血染的十字架上。愿师父不再流泪，我将与圣灵合一，与师父同行。 您忠诚的弟子如晴，来自台湾福尔摩沙。P.S. 以下资讯给无上师电视台团队参考。网友分享的气象照片中可以看见零星红色物质，人们称呼这种景象为红色精灵。这些红色物质带有侵蚀与迷幻的能量，令人感到不舒服。新闻也已开始报道。 请不要过度搜寻与这种能量接轨，只专注师父给予我们的无上圣爱。 But we just don't listen. We don't look. We're too busy with working and eating and so whatever, family and relationships and fighting and killing. We ignored all that. So it could still happen, even with all the best intentions and power from heavenly protectors and I myself personally. I'm not boasting about it. I wish I could tell you everything else so that I can really boast about it, that you could really believe more. But I can't. I don't want to. And if I tell, it could go the other way around, so I have to keep quiet. It's very dangerous already for any master, any good practitioners to live in this world. So, I don't want to make more danger for myself. I do only whatever God commands me to do. And you can't refuse God's commands because that is final. You can't say no. You can't say next time, next year, no. Whenever has command you, that's when you do it. I have learned through many eons of lifetimes that I have to obey God's commandments. We have to work together with all heavens as a team. Otherwise, you'll be nothing. You can't help. You cannot fulfill your duty, your assignment by God, approved by heavens also.